Kính thưa quý vị, để chuẩn bị tốt cho Đại hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Vào hôm qua, ngày 8 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 10 năm nhâm dần, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh số 147, đường 27 tháng 4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi diễn ra đại hội, ban tổ chức đã kiểm duyệt chu đáo các khâu để sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự. Mời quý chị Tôn Đức và quý vị cùng đón theo dõi. Theo sự chỉ đạo sát sao của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư Ký, Chánh Nhân Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Huệ Tí, Quỹ viên Thuyên trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, Quỹ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Đề Dũng Tàu, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị như trang trí hội trường, triển lãm tranh ảnh, cờ hoa, biểu ngữ, màn hình LED trình chiếu, nơi cùng đón lưu trú cho các đoàn đại biểu, ban hậu cần, ban cung nghinh khánh tiết, giam các tiểu ban khác phục vụ cho đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh thành công tốt đẹp. Riêng về công tác trang trí hội trường, mà tổ chức đã bố trí tượng Phật, tượng Bác Hồ và nội dung theo chỉ đạo công dân số 060 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về chủ đề kỹ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển và phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội dự kiến khoảng 750 đại biểu chính thức tham dự. Được biết, ban tổ chức đại hội đã cung thỉnh Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban chứng minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức tăng ni các huyện thị thành phố và các cấp chính quyền của tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ bảy nhiệm kỳ 2022-2027 lần này sẽ được truyền hình trực tiếp trên website Facebook, YouTube của kênh thông tin truyền thông tổng hợp Phật sự online. Kính mời quý vị đón theo dõi.